mến chào các bạn hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ đường xá hay đường xá trước hết đường xá đường xá là danh từ nghĩa là đường đi lại trên bộ thí dụ đường xá xa xôi mở mang đường xá Thứ hai, đường xá. Đường xá là viết sai chính tả, không có ý nghĩa gì. Thế nên, đường xá mới là từ đúng. Các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ trăng trối hay tranh trối. Mến chào, tạm biệt các bạn.